Xin chào tất cả các bạn, thì tin hot dành cho các bạn nào đang theo đuổi chương trình học bổng du học Mỹ đây. Và cơ hội nhận được suất học bổng là 3.000 đô tại Mỹ khi đăng ký tham dự vào khóa học UBB và chuyển thẳng vào năm 2 của trường đại học Florida Atlantic. Và giờ đây thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trường và chương trình UBB của trường như thế nào nhé. Thì đầu tiên đó là trường đại học Florida Atlantic, hay gọi tắt là FAU, được thành lập vào năm 1964 bởi cố tổng thống Lyndon Johnson, là thành viên trong hệ thống các trường đại học của bang Florida. Và FAU là trường công lập đầu tiên ở đông nam Florida. Trường hiện đang có hơn 30.000 sinh viên đang theo học tại các cơ sở nằm ở phía đông nam của bang Florida. Và FAU còn được tổ chức Carnegie, một tổ chức chuyên về sự phát triển trong nền giáo dục tại Mỹ, đánh giá là trường đại học có các hoạt động nghiên cứu chất lượng cao. Và FAU thì có chương trình đào tạo rất là đa dạng, bao gồm hơn 170 khóa học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên gia. Còn về chương trình UBB thì như thế nào? UBB hay là chữ viết tắt của University Preparation Program, đó là chương trình năm nhất đại học tại Mỹ, được thiết kế riêng dành cho các bạn sinh viên quốc tế với mức chi phí hợp lý và chất lượng giảng dạy thì được đảm bảo. Và UBB sẽ giúp cho các bạn sinh viên quốc tế làm quen với chương trình học năm đầu tiên tại Mỹ, tránh việc các bạn sẽ bị bỡ ngỡ với chương trình học mới và cách học chủ động của người Mỹ. Và sau khi hoàn thành chương trình UBB thì các bạn sẽ được chuyển tiếp vào năm 2 của trường đại học FAU. Và nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn du học sinh Việt Nam, khi các bạn đăng ký khóa học UBB cho kỳ nhập học vào tháng 1 năm 2015, các bạn sẽ nhận được suất học bổng trị giá là 3.000 đô la Mỹ, với điều kiện là bạn phải có được IELTS là 5.5. Còn nếu IELTS của bạn chỉ ở mức độ 5 chấm thôi thì bạn sẽ phải phỏng vấn với đại diện của trường. Và cụ thể thì mức học phí các bạn phải đóng cho chương trình đại học năm nhất UBB sau khi các bạn nhận được học bổng như sau. Đó là học phí sẽ là 18.000 đô la, trừ cho 3.000 học bổng thì các bạn chỉ cần đóng là 15.000 đô la mà thôi. Và có rất là nhiều bạn thắc mắc không biết là điểm nổi bật của FAU là gì mà thu hút được nhiều sinh viên quốc tế như vậy. Đó là do trường có nhiều chương trình học đa dạng và được đánh giá rất là cao, như là chương trình kinh doanh hệ cao đẳng của trường được đánh giá là một trong những chương trình học tốt nhất trên thế giới, được công nhận bởi Hiệp hội Thúc đẩy sự phát triển các trường kinh doanh, hay gọi tắt là AACSB. Và là chương trình kế toán của trường thì được xếp hạng thứ 6 tại Mỹ. Chương trình tài chính của trường thì được xếp hạng 35 trên toàn thế giới. Và chương trình doanh nhân được lọt vào top 50 tại Mỹ. FAU được xếp là một trong những tổ chức nghiên cứu cấp cao bởi Quỹ Nghiên cứu về sự tiến bộ giảng dạy Carnegie. Và các chương trình học nổi bật tại FAU là những chương trình nào? Đó là về khoa nghệ thuật và khoa học nhân văn thì có các chuyên ngành về truyền thông, âm nhạc thương mại, ngôn ngữ. Về khoa kinh doanh thì có chuyên ngành về quản lý y tế, quản lý khách sạn, chuyên viên quản lý và doanh nhân cũng như là kế toán. Còn về khoa thiết kế thì mình có các ngành như là chuyên ngành về kiến trúc, thiết kế, quy hoạch vùng đô thị. Khoa học máy tính và kỹ thuật thì có các ngành như là chuyên ngành về kỹ sư môi trường, kỹ sư biển, kỹ sư xây dựng. Và về khoa khoa học thì có các ngành như là chuyên ngành thần kinh và phát triển hành vi, kỹ sư hóa học, kỹ sư hóa sinh, công nghệ sinh học và vi sinh vật. Và điều đặc biệt là trường thì có rất là nhiều khu học xá cho các bạn lựa chọn, như là khu học xá FAU Fullerton. Đây là khu học xá đầu tiên và cũng là lớn nhất tại FAU. Sinh viên tại đây thì chiếm 70% trong tổng số 30.000 sinh viên tại trường. Và đây cũng là khu học xá duy nhất giảng dạy hơn 170 chương trình học tại trường. Và ở khu học xá này thì còn có khu ký túc xá đang tiếp nhận 4.000 sinh viên với đầy đủ các trang thiết bị và cơ sở vật chất như là sân vận động, phòng trưng bày nghệ thuật, quán cà phê hay là rạp chiếu phim. Và khu học xá thứ hai đó là FAU Dania Peak. Cơ sở tại Dania Peak là nơi nghiên cứu kỹ thuật biển và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực âm thanh, các phương tiện về hàng hải, thủy động lực học và hải dương học vật lý, vật liệu biển và vật liệu nano. Và Dania Peak đã được hoạt động được 5 thập niên và được xem là quê hương của một trong các chương trình kỹ thuật đại dương đầu tiên của quốc gia. Và học xá tiếp theo đó là FAU Davy. Đây là khu học xá lớn thứ hai tại FAU với hơn 50.000 sinh viên đang theo học. Và tọa lạc tại trung tâm của Broward và là một phần của trung tâm giáo dục phía nam Florida. Thì khu học xá này cung cấp 30 chương trình học thông qua các trường cao đẳng như là nghệ thuật và văn học, kinh doanh, thiết kế và quản lý cộng đồng, y tế và khoa học. Và tiếp theo đó là khu học xá FAU Fort Lauderdale, tọa lạc tại trung tâm của thành phố. Và khu học xá này cung cấp cho sinh viên một cuộc sống thú vị với các phòng thí nghiệm trong thành phố, cho phép sinh viên có thể theo đuổi các công trình nghiên cứu. Đây cũng là nơi tọa lạc của các trường đại học thạc sĩ kinh doanh, điều hành và kế toán.
tiếp theo đó là khu hợp xã FAU Harbor, thì Viện Hải Dương học Harborland hay gọi tắt là HBOI hoạt động riêng trong các công trình khám phá các đại dương trên thế giới, kết hợp khoa học và công nghệ biển nhằm đáp ứng các nhu cầu của nhân loại. Cơ sở này hoạt động cho một loạt các chương trình nghiên cứu và học tập như là nghiên cứu rặn san hô và vùng cửa biển, cứu hộ động vật biển và phục hồi tổn thương, chương trình học kỳ trên biển và cung cấp một loạt các vị trí nghiên cứu và thực tập. Và cuối cùng đó là khu hợp xá FAU Jupiter. Khu hợp xá John D. MacArthur tại Jupiter cung cấp gần 1.500 sinh viên theo học tại các trường cao đẳng như là nghệ thuật và văn học, thiết kế và tuyên truyền xã hội, giáo dục và khoa học. Tại đây có các trung tâm nghiên cứu môi trường, bảo tàng nghệ thuật, Hyper và là cơ sở nghiên cứu cho hai tổ chức viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, đó là Viện Thần kinh Florida Marshland và Crip Florida. Và còn rất là nhiều thông tin khác nữa thì các bạn có thể truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.